Hello everybody, xin chào tất cả các bạn. Đến giờ livestream rồi như đã hẹn ha. Ok, khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng học với nhau và thầy sẽ nói về cách hình thành thói quen. Ok. Để mở thêm đèn nè. Xin chào. Hello. Hello everybody. Nice to see you again. Xin chào. Chào Mỹ Duyên, chào Ngọc Trai mình. Những bạn học sinh chăm chỉ lần nào cũng thấy. Chào Lê Thảo. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Do you have dinner? Xin chào mọi người. 5 phút nữa mình bắt đầu nha. 5 phút nữa bắt đầu. Bữa giờ có các bạn đã học bài đầy đủ không? Và nhớ là học tiếng Anh thì mình phải học mỗi ngày nha. Chứ học mỗi ngày cực kỳ quan trọng. Coi livestream, đào tài liệu về và làm tất cả mọi thứ, nhưng mình không hành động, không nghe, không tập nói mỗi ngày thì nó vô ích. Ok, xin chào Hải Châu, chào bạn Cường, chào Thanh Dương, chào Thu Hà Tô. Hello everybody. Ok, hôm nay thì theo dự định thì mình sẽ cùng học bài The Race và anh sẽ nói về The Habit of Learning English. Cái này rất là quan trọng và mọi người cần phải biết. Rồi, 3 phút nữa mình bắt đầu, 3 phút nữa mình bắt đầu. Cảm ơn các bạn. 3 phút nữa mình bắt đầu. Anh mới tập thể dục xong đó, tập thể dục xong thì lên livestream liền, chia sẻ với mọi người liền luôn. Dạo này làm việc rất là nhiều và cần có năng lượng, và để có năng lượng thì mình cần phải tập thể dục, mình cần phải có oxy, mình cần phải tập thể dục. 66 người, chào Huyền Trang, chào Như Huỳnh, chào Thế Phú. Ôi nhiều người quá. Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của anh. 2 phút nữa mình bắt đầu. Và anh hy vọng buổi livestream ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn thật là nhiều. Các bạn bắt đầu share livestream này ra, share nó ra để giúp cho nhiều người học tiếng Anh hơn. Và anh tin rằng bạn nào mà chỉ cần xem livestream của anh chừng khoảng 1 cái, 2 cái thì các bạn sẽ bắt đầu có được động lực học Anh Văn rất là nhiều. Ok, rất là nhiều. Anh chia sẻ với các bạn như thế này ha. Ví dụ như lớp của anh thời sinh viên tổng cộng là 50 người, nhưng mà ra trường chỉ có 3 bạn là có tiếng Anh rất giỏi. Ok. Và sau một năm tất cả các bạn đấy đều lương trên 15 triệu. Sau ba năm thì năng lực của các bạn đó lương không bao giờ dưới 1.000 đô. Ok, đó là thực tế. Cho nên chuyện học Anh Văn cực kỳ quan trọng, đặc biệt là ở thời sinh viên. Có rất nhiều anh chị đi làm hiện tại vẫn vô trung tâm tiếng Anh, sáng đi làm, chiều về dành thời gian gia đình, tối phải thức khuya học Anh Văn. Thì các bạn biết, mình thời sinh viên, mình phải tập trung vào Anh Văn, mình phải thật giỏi nó để ra trường mình không bị stress bởi vì chuyện học Anh Văn. Tại thời sinh viên mà học không được thì đi làm học rất khó. Thời sinh viên mình có thể mình dành được một ngày 2 tiếng, 3 tiếng, nhưng mà sau này các bạn đi làm, các bạn không có thời gian để mà các bạn có thể học từ tiếng Anh một ngày 2 tiếng, 3 tiếng đâu. Anh thề với các bạn luôn, mình người nào đi làm giỏi lắm học được 1 tiếng mỗi ngày. Cho nên các bạn thời sinh viên mình phải master English. Rất nhiều người làm được thì các bạn sẽ làm được. Ok, kiên trì trong vòng 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng đến 3 tiếng các bạn sẽ thành công. Nhớ nha. Và nhớ coi livestream thứ nhất của anh, tập theo Effortless English, học bookworm, đọc sách, nghe chuyện, lên studyfilm.vn, coi phim Friends, coi phim Extra English. Sắp tới anh sẽ làm livestream về phim nữa, các bạn nhớ xem. Ok, buổi ngày hôm nay là về thói quen học tiếng Anh, tại vì bữa giờ anh share rất là nhiều tài liệu, anh share rất là nhiều phương pháp học, nhưng các bạn chưa áp dụng triệt để thì hôm nay phải làm thêm về video, về livestream chữa bệnh lười. Thì chữa bệnh lười bữa trước mình có làm một cái, thứ nhất là gì? Tập thể dục mỗi ngày. Tập thể dục cho mình năng lượng, ok. Thứ hai là gì?
quản lý input và output, là quản lý những người bạn mình chơi, quản lý những thứ thông tin mình đọc, và tìm những cái môi trường tích cực để mình tham gia vào. Nếu mình học tiếng Anh thì mình phải tìm những môi trường có tiếng Anh liên tục, những người giỏi tiếng Anh liên tục để mình chơi với họ. Nếu mình muốn phát triển bản thân thì mình phải tìm những người có khả năng phát triển bản thân rất là cao để mình chơi với họ. Ok, vì nó ngủ sớm và dậy sớm. Nhiều bạn than phiền với anh là thầy ơi, em học tiếng Anh em mệt quá, em buồn ngủ quá, em thiếu năng lượng, em thiếu cảm xúc. Tại sao vậy? Tại vì thức khuya quá thì cơ thể thiếu ngủ thì không bao giờ có năng lượng mà làm việc tốt được. Thói quen của người thành đạt, thói quen của doanh nhân, thói quen của tỷ phú là phải ngủ sớm và dậy sớm. Make it simple. Bây giờ bản thân anh đi làm khởi nghiệp, anh làm việc rất là nhiều thì anh vẫn nỗ lực là anh phải đi ngủ sớm và anh phải dậy thật sớm. The best, that's the best. Con mà khi mà mới sinh ra, con nít đó các bạn, con nít bản thân mỗi người coi livestream ở đây các bạn đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm khi mình còn nhỏ. Ok, là còn nhỏ mình ngủ rất sớm và mình dậy rất sớm, thường là như vậy. Thì lớn lên mình phải sống theo tự nhiên, phải sống như vậy thì bạn mới sống thọ, sống lâu và sống khỏe. Và để đạt được rất nhiều mục tiêu thì bạn phải có rất nhiều năng lượng. Và để có rất nhiều năng lượng thì phải sống thuận tự nhiên. Sống thuận tự nhiên là phải ngủ sớm và dậy sớm. That's it. Nhiều người đi học rất nhiều khóa học cảm xúc để làm gì? Để học rất nhiều rác trong đầu nhưng không áp dụng được những thứ căn bản là tập thể dục và ngủ sớm, dậy sớm. Ok, bạn Bubi hỏi là rứa anh ngủ mấy giờ vì anh trả lời là anh ngủ lúc 11 giờ. Và câu trả lời của bạn là 11 giờ là vẫn còn khuya, ngủ đúng 10 giờ là tốt nhất, bởi vì bắt đầu 10 giờ là gan thận bắt đầu lọc rồi. Ok, các bạn tập ngủ 11 giờ rồi các bạn tập ngủ lại 10 rưỡi rồi tập ngủ lại 10 giờ. Anh vẫn đang nỗ lực để anh ngủ vào lúc 10 giờ rưỡi là em tập lại. Và sáng 5 giờ 6 giờ dậy, sáng mà ngủ dậy nướng thì rất là mệt mỏi uể oải, và đầu ngày mà bắt đầu một ngày uể oải, tinh thần uể oải thì cả ngày nó sẽ bị bể. Cho nên là mình phải khởi hành một ngày tốt đẹp đó. Một ngày ngủ khoảng 7 tiếng, có ngày ngủ 8 tiếng, nên ngủ đủ nha các bạn. Những người giỏi không phải là họ làm nhiều, những người giỏi là họ làm thông minh, làm tập trung và sống một cuộc sống cân bằng hạnh phúc giữa sức khỏe, tình yêu, bạn bè và công việc. Anh làm việc vừa phải, anh không bao giờ làm việc nhiều, không bao giờ để mình stress, nhưng mà mình sống rất là cân bằng. Bởi vì khi mình cân bằng rồi thì tâm hồn mình vui, mình sáng tạo, mình làm việc rất hiệu quả. Còn bạn làm việc nhiều mà bị stress không hiệu quả, vô ích nha. Ok rồi, ok, các bạn bắt đầu share livestream ra. Hôm nay là bài the race. Ok, by the race, mình bắt đầu mình học từ the race, đọc là the race, chữ the nè, the, lấy rưỡi này, chữ the, the race level 1, đúng rồi, bạn Nguyễn Nhân nói đúng, the race level 1, race, phải có S gì ra, the race, nghĩa là trường đua, the race, ok, trường đua đua xe cũng gọi là the race, trường đua ngựa cũng gọi là the race, trường đua xe đạp cũng gọi là the race, nói chung trường đua bất kỳ môn thể thao nào đều gọi chung là the race, ok. Rồi, câu đầu tiên, bài này rất là hay, bài này tràn đầy cảm xúc luôn, comment. Câu đầu tiên, ok, bắt đầu học ha. It's 5 o'clock, ok, là lúc 5 giờ sáng, mình nói 10 o'clock, 7 o'clock, and Alan, không phải đọc là Alan nào, đọc là Alan. Để mà mình có thể mình nói tên người nước ngoài, để mà mình có thể nói người tên nước ngoài đúng á, thì các bạn cần phải nghe nhiều người tên nước ngoài, và mình để ý cái âm của nó, nha, đọc là It's 5 o'clock and Alan, 5, là phải có F răng trên môi, 5, ok, không phải đọc là It's 5 o'clock, không, It's 5 o'clock and Alan, 5 giờ sáng, và Alan is riding his motorcycle, ok, motorcycle, là Alan đang lái chiếc xe máy, mình có lái xe máy là riding, ok, R-I-D-E, mình có lái xe ô tô là driving, được chưa? Rồi tiếp tục, he's in San Francisco, mình đọc là San Francisco, không phải là San Francisco, San Francisco, lên giọng San Francisco, he's riding down Van Ness Street and comes to a stoplight, mình có stoplight là chạm đèn đỏ, nha các bạn. Đọc là stoplight là chạm đèn đỏ. It's 5 o'clock and Alan is riding a motorcycle in San Francisco. He's riding down Van Ness Street and comes to a stoplight.
Stop light là chạm đèn đỏ. Finance Street là tên đường, ok? Rồi tiếp tục. Câu tiếp theo là a red Ferrari, a red Ferrari pulls up next to him. Mình có pull, câu nửa lần pull, ok? Pull mà có s nữa, đọc là nối, đọc nối ly kia sau là pulls up next to him. Pulls up có nghĩa là stop by, nghĩa là đậu ở một bên cạnh, ok? Ferrari, xe Ferrari là một xe, loại xe rất là đẹp. Các bạn có thể lên Google search xe Ferrari, một loại xe của dành cho đại gia, siêu đẹp, và chỉ có những người nổi tiếng, những người giàu thì họ mới đi xe đó. A red, màu đỏ, đọc hóa là đồ là red, mà đọc là câu miệng là chữ R là a red Ferrari pulls up next to him. Next phải có s, không phải là next to him nha. Next to him. The driver nè, chữ driver các bạn thông thường các bạn hay đọc sai nè, the r driver và thêm sở hữu cách nữa, đang mang hiện tại tiếp diễn, đọc là the driver's wear là mặc áo, đeo kính cũng gọi là wear, ok? The driver's wearing dark sunglasses. Dark là màu tối, sunglasses là kính mát. Mình có a glasses là một cặp kính, cái này gọi là glasses, ok? He looks over Alan. Ví dụ mình đã anh stop kit lại, stop by, nhìn qua một cái gọi là look over, là liếc ngang qua, gọi là look over, ok? Look over at somebody là liếc nhìn ngang qua một ai đó. He looks over Alan looks at him, Alan nhìn lại. And realize, phải có es, realize, phải là realize, chữ L, realize that the driver is Tom Cruise. Tom Cruise là một diễn viên điện ảnh rất là nổi tiếng. Alan nhìn lại anh ấy và Alan nhận ra, đây là diễn viên điện ảnh Tom Cruise, được chưa? Tiếp tục. Hai câu tiếp theo, khúc này sẽ là những cái từ mà chuyên nước ngoài biết thôi. Ok. Tom sneers, một từ mới, đó là Tom sneers at Alan. Tom không phải là Tom nha, đọc là Tom bật hơi ra. Tom sneers at Alan. Tom liếc nhìn, cười khinh bỉ. Sneer là liếc nhìn, cười khinh bỉ. Cười khinh bỉ là như vậy. Glance là liếc nhìn, đúng rồi Ngọc. Sneer là cười khinh bỉ. Nghĩa là ý chơi thằng này là đi xe của bắp, Tom Cruise ý nói là Alan đi xe của bắp và Tom Cruise có xe xịn. Sneer, được chưa? Sneer là cười khinh bỉ. He says when the light turns green, khi mà cái đèn bật màu xanh, turn green bật màu đỏ đó là sao? Turn red bật màu vàng, turn yellow, ok? Let's race, mình có let's race là hãy cùng nhau đua. Let's, mình có let's phải s, không phải là let's y mà là let's us, chữ s đó là viết tắt của chữ us, là của chúng tôi, ok? Alan says alright, you are on. Alright, được thôi, you are on là welcome các bạn, you are on, ok, xin mời, xin chào, bất chấp, chơi luôn, được chưa? Nghĩa là Alan rất là chịu chơi và Alan đã chấp nhận lời thử thách của Tom Cruise. Tiếp tục. Rồi. Tom says, câu tiếp theo đó là Tom says, I'm gonna smoke you, sucker. I'm gonna smoke you. Mình có gonna bằng I am going to smoke. Smoke nghĩa là tao sẽ lái xe xịt khói đầy mặt mày. Ý nó là như vậy. Ok. Sucker là ranh con. Và trong tiếng Anh, ví dụ bạn đi ngoài đường, bạn sẽ thấy một người nước ngoài và họ chỉ tay vô mặt mình và họ với mặt khinh bỉ, nói you suck, là mày là thằng cù bắp, mày là thằng nhóc ranh con, mày là thằng vớ vẩn. Thì trong từ này sucker nghĩa là ranh con. I'm gonna smoke you, ý thằng Tom Cruise nói là nó sẽ rịn xe chạy để mà xịt khói để mặt thằng Alan. Và Alan nói lại là you wish, chắc mày đó, thách mày đó. I'm gonna beat you là tao sẽ đánh bại mày. Beat somebody là đánh một ai đó, chiến thắng một ai đó. And your sorry ass car. Sorry ass car. Sorry là luyến tiếc, ass là cái mông. Nhưng thực sự cái từ này là một tính từ, nó có nghĩa là low quality.
Sorry as bạn low quality, được chưa? Sorry as nghĩa là low quality. Sorry as là chất lượng kém. Tao sẽ thiến thắng mày bởi vì xe mày xe của bắp. Nó chửi lại là như vậy. Hai bạn này đang đấu với nhau. Tiếp tục hai câu tiếp theo. Alan and Tom. Alan and Tom wait at the light. Alan and Tom bắt đầu đợi tại đèn đỏ đó. They rev the engines. Mình có rev là rin là rev chữ V nè. Rev. They rev the engine. Engine là máy móc, máy xe. They rev the engine. Suddenly là ngay lập tức. Suddenly ngay lập tức. The light turned green và đèn bật màu xanh. Alan and Tom take off là bắt đầu rời khỏi. Take off là cất cánh, là khởi hành, nghĩa là leave, nghĩa là leave. Ví dụ như máy bay khởi hành cũng là take off, ok? Take off. Tập nối là take off luôn, được chưa? They zoom down Van Ness Street. They zoom nghĩa là thang phóng. Trong cái máy hình á thì zoom có nghĩa là nhìn gần vào, nhưng mà trong trường hợp này là hai người chuẩn bị đua xe. They zoom down là họ chạy thẳng xuống đường Van Ness Street, dù đây là đường Van Ness Street, họ chuẩn bị đua. Một hai ba zoom nghĩa là zoom down Van Ness Street and at top speed, vào ở cái tốc độ cao nhất. Top là cao nhất, được chưa? At top speed là tốc độ, top là đỉnh, là cao nhất. Họ zoom là họ phóng vèo vào cái đường at top speed, là ở tốc độ cao nhất. Và tốc độ cao nhất các bạn từng lái xe là bao nhiêu? Ok, hy vọng là các bạn đừng lái xe quá nhanh. Maximum là 60 cây trên giờ thôi. Nếu mà lái 80 cây trên giờ thì rất là nguy hiểm. Anh nói chậm tí nha. Ok, anh sẽ nói chậm lại. Rồi, ok. Anh sẽ giải thích lại câu nãy ha. Cho các bạn hiểu ha. Rồi, tại vì nói hơi nhanh ha. Alan and Tom wait at the light. Alan và Tom đợi tại chỗ đèn đỏ. They rev là họ rỉnh ga. Vroom vroom vroom. Their engine, đọc là rev từ mới ha. Rev. Engines là máy móc, ok. Suddenly là ngay lập tức. The light turns green là đèn bật màu xanh. Alan and Tom take off. Alan and Tom bắt đầu rời khỏi. Trong máy bay, take off có nghĩa là cất cánh. Okay. They zoom down Van Ness at a top speed. Top speed là chạy dèo xuống đường Van Ness ở tốc độ cao nhất có thể. Okay. Rồi. Tom is winning. Tom đang là người chiến thắng. Thì ở đây mình có hai nhân vật là Tom Cruise và Alan, được chưa? Tom Cruise là người đang chiến thắng. Rồi, ok. Bạn nào học xong bài này rồi thì bạn phải ôn lại. Và quan trọng không phải là học xong, quan trọng là gì? Quan trọng là học phải nói được. Tại vì ngày nay rất nhiều bạn có thể biết rất nhiều từ nhưng không nói được, thì cần phải tiếp tục repetition và tập tiếp tục input, và tiếp tục nói ra, nghe và nói ra, cho đến khi nào mình có thể mình nói được một cách nó trôi chảy, phát âm đúng nguyên bài thì cái đó là the best. Còn nếu mà nghe hiểu không nó chưa hiệu quả. Ok, tiếp tục nha. Hai câu tiếp theo. Bài này anh thích, rất thích bài này, là bài này nó mô tả một cái cảnh đua xe rất là hay và nó có rất nhiều từ vựng mới và rất là thú vị. La. But suddenly. Nhưng ngay lập tức. Được chưa? Đọc là but phải khắc thi là but suddenly là but. Nhưng ngay lập tức lúc đó, blue là màu xanh dương, blue and red lights là màu xanh dương và màu đỏ. Oi là đèn của cảnh sát. Appear, mình có từ appear có nghĩa là xuất hiện. Appear, mình có từ disappear là biến mất. Còn từ appear có nghĩa là xuất hiện. Behind Tom, nhưng ngay lập tức đó là gì? Đèn xanh và đèn đỏ của cảnh sát á xuất hiện sau lưng của Tom. Rồi Tom Cruise đang chạy xe máy nè, nhưng mà cảnh sát vừa lên. Tại vì Tom Cruise chiến thắng, ông thắng bởi vì ông đi tốc độ quá nhanh, đúng không? Đi tốc độ 200, có thể là 200 km/h. Alan thua thì Alan đi sau. Rồi có một câu tiếp theo là is the police, nhấn âm mỗi bạn, police phải có s ra. Is the police, is nó là, is the police nó là
cảnh cảnh sát. Và cảnh sát bắt đầu nhập cuộc, bắt đầu đuổi theo. It's the police, okay? They pull him over. Mình có từ pull là lôi, là kéo, over là kéo ra, mình gọi là pull over, nghĩa là bởi vì Tom Cruise đua xe và Tom Cruise là người chiến thắng, cho nên đã bị cảnh sát đuổi theo, bật đèn lên báo hiệu và lôi đầu tấm đầu ra bởi vì tội gì, đua tốc độ quá cao. Ok, thì anh hy vọng những bạn xem livestream này sẽ không bao giờ giống Tom Cruise, sẽ luôn luôn đi đúng luật giao thông, không vượt đèn đỏ. Ok, và đừng bao giờ đi quá 60 km/h, rất nguy hiểm cho tính mạng của bạn. Ok, very good. Tiếp tục, hai câu cuối cùng rất đơn giản. Hai câu cuối cùng đó là Alan zooms past Tom. Lúc đó thì Tom Cruise đang ở đây đúng không, thì Alan đi đằng sau. Phút trước này thì Alan đã bị cảnh sát, Tom Cruise bị cảnh sát bắt, thì Alan bắt đầu phóng qua. Ok, Alan zoom có s số ít, zooms past Tom laughing. Mình không đọc là laughing mà đọc là laughing là cười, ha 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 ha. Laughing, he yells, anh ta hét lên. Laughing là cười, mình có smile là cười mỉm, grin là cười nhe răng á, là grin à, anh đi xuống hả, grin là cười nhe răng, và laugh là cười, ha 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 ha, laughing là đang cười. Thì lúc này Alan đi phía sau, mặc dù thu Tom nhưng mà Tom bị cảnh sát bắt, cho nên Alan phấn khích quá chạy lên cười vô mặt Tom. He yell và nó hét lên, better luck next time. Better là may mắn hơn, luck là vận may, next time là lần sau, chúc may mắn lần sau nha. Alan lúc này trở thành the winner, Alan is the winner. Ok, và lúc này Alan là người chiến thắng. Ok, được chưa? Đó là bài học là như vậy. Thì một số từ mình cần phải để ý như sau, một số từ mới mình cần phải để ý như sau, anh sẽ ôm lại ha. Thứ nhất, mình sẽ có một câu đó là I'm gonna smoke you, sucker. Ví dụ như từ này nè, I'm gonna smoke you, sucker. Ok, nghĩa là sao? Tao sẽ rịn xe xịt khói vô mặt mày, sucker, run con. Thì các bạn biết á, đa số nhiều bạn hỏi anh là anh ơi, mình dịch tiếng Anh sao cho hay. Thì các bạn biết á, thông thường các bạn dịch tiếng Anh á là các bạn sẽ tra từ điển, rồi các bạn dịch từng chữ ghép lại với nhau. Thực sự như vậy là cách rất là đơn giản mà nó chưa đủ. Các bạn cần phải hiểu văn cảnh của cái đoạn văn nữa, thì các bạn phải tưởng tượng ra. Và một từ các bạn nên dịch thoáng, hiểu không? Như từ smoke có nghĩa là hút thuốc. Trong trường hợp này, từ smoke có nghĩa là rịn xe làm cho phun khói vô đối thủ ở đằng sau. Đó, bởi vì mình có thể dịch được như vậy bởi vì mình cần phải hiểu sâu cả ngữ cảnh và nhiều ý nghĩa của một từ. Nhớ nha. Cho nên để mà làm được như vậy thì các bạn cần phải đọc rất nhiều chuyện khác nhau. Đọc rất nhiều chuyện khác nhau. Đúng rồi, bạn Trung Võ dịch nó đúng là tao sẽ cho mày ngửi khói, chính xác. Đó là cái cách dịch rất là hay. Hoặc là hả, tao sẽ đốt mày bằng khói, hoặc là hả, tao sẽ xịt khói vô mặt mày chẳng hạn như vậy. Sucker nhưng mà trường hợp này mình có thể dịch ranh con, mình có thể dịch là thằng khốn, như là nhóc con chẳng hạn như vậy. Mình nên dịch rộng nghĩa ra nha. Rồi, từ thứ hai mình cần phải để ý đó là gì? Sneer. Từ này là cười khinh bỉ, sneer. Sneer nghĩa là mình ghét một thằng nào đó, mình sẽ cười khinh bỉ. Sneer, I sneer at you. Tao cười khinh bỉ với mặt mày, ok? Sneer. Bạn Yến Khoa hỏi là anh Tường ơi, em không học theo thứ tự, em học lộn xộn được không? Xong rồi sẽ quay lại bài đầu tiên. Câu trả lời là được, chả vấn đề gì, ok? Nhưng mà nên học hết. Học xong bộ này, cái mình chuyển sang bộ Flow English. Sắp tới anh sẽ up cái bộ Flow English lên, được chưa? Nhưng mà tại vì bộ Flow English nó khó hơn bộ Original, cho nên là các bạn thậm chí tập trung trong thời gian này, khi mà anh livestream các bạn học bộ Original cho xong đã. Sau này anh làm bộ Flow English. Bộ Flow English các bạn Master Flow English thì bạn có thể nhảy qua Power English rất là dễ. Power English rất là khó. Power English dành cho Re-Intermediate trở lên. Mới bắt đầu thì mình học Original, xong mình nên Flow. Nó còn có một bộ nữa là bộ Business, rồi bộ Real English nữa. Business dành cho những bạn nào thích học về kinh doanh, Real English dành cho những bạn nào thích học về đi định cư hoặc đi du học. Nhưng mà trước mắt mình tập trung Original Master. Thực sự có rất nhiều bộ đĩa, các bạn không cần học hết tất cả bộ đĩa mới gọi là giỏi. Mỗi bộ đĩa bạn chọn ra những cái bài bạn thích nhất, học sâu, học master, bên cạnh đó kết hợp đọc sách, coi phim thêm cho anh, chẳng hạn như vậy.
Đó. Vũ Đình Tuấn nói anh hướng dẫn học level 2 đi, nó khó quá. Ok, anh sắp tới sẽ hướng dẫn học level 2 nha. Rồi. Tiếp tục, từ tiếp theo mình cần lưu ý đó là từ gì? Đó là từ sorry as. Sorry as. Sorry as có nghĩa là low quality, nghĩa là chất lượng kém. Sorry as car là chiếc xe chất lượng kém. Sorry as gì nữa? Shirt là cái áo chất lượng kém. Chất lượng kém. Sorry as glasses là cái ly chất lượng kém. Sorry as marker là cái này không gọi là pen nha, cái này mình gọi là marker nha các bạn. Ok. Là một cái chất lượng kém, là cùi bắp. Đó, có rất là nhiều thứ sorry as ở Trung Quốc chẳng hạn như vậy. Rồi. À, các bạn, trong nửa cuối giờ mình sẽ có phần hỏi đáp ha. Giờ mình học tiếp tục với nhau, mình hỏi tiếp tục với nhau. Được chưa? Sorry as một lần nữa là low quality, là cùi bắp, là chất lượng thấp. Mình có một cái từ nữa đó là từ take off. Take off nghĩa là khởi hành, bay lên. Take off cũng có nghĩa là bắt đầu. Take off cũng có nghĩa là leave, rời khỏi. Máy bay thì nó sẽ bắt đầu rời khỏi. Take off, được chưa? Every day we take off from our house to our school. Ví dụ như vậy. Thêm một từ nữa mình cần phải để ý đó là pull over. Từ pull over, ok? Pull over. Pull over có nghĩa là bị lôi đầu ra, bị kéo ra. Là chạy xe nhanh quá, cảnh sát lôi đầu ra, cảnh sát kéo ra, ok? Bộ đĩa của em cũng không có bài The Race. Nếu như bạn không có bài The Race, các bạn đơn giản thôi, các bạn lên Google, các bạn gõ The Race Effortless English, bấm Enter, trên mạng có đầy, ở trên có MP3, có script, có hết, thì lấy về học thôi. Bài The Race rất là hay, nha. Thực sự á, là hiện tại thầy Eiichiro bán hai bộ, thầy bán bộ Original và thầy bán bộ Power English, mỗi bộ khoảng gần 100 đô. Ở Việt Nam mình thì người ta hack, người ta crack, người ta mua về xong người ta up lên free dành cho những bạn không có tiền mua. Thực sự như vậy là vi phạm luật bản quyền, nhưng mà bởi vì hiện tại nó phát tán quá nhiều, không ai kiểm soát được chuyện đó. Có cần học thuộc phần main test không thầy? Câu trả lời là không, không cần. Khi mình học tiếng á, các bạn đừng có đặt mục tiêu là học thuộc, như vậy nó sẽ rất là bị stress, hiểu không? Nhiệm vụ các bạn là các bạn mục tiêu là anh muốn các bạn thích tiếng Anh, anh muốn các bạn yêu tiếng Anh, các bạn phải nghe mỗi ngày, mình nghe, mình đi qua, mình đi lại, mình trả lời to ra, mình tập phát âm vui lên. Enjoy cái việc nói tiếng Anh, mình cảm thấy nói tiếng Anh nó rất là vui, rất là sang chảnh, rất là thoải mái, mình thích cái chuyện nói đó. Và mình thực hành đúng lượng, nghĩa là 7 ngày một bài, mỗi ngày 2 giờ. Nếu học 7 ngày chưa chuẩn có thể tăng lên 10 ngày, thậm chí là 2 tuần, ví dụ như vậy. Khi nào mình thấy mình thích bài đó, mình thuộc bài đó, mình quá giỏi, không yêu cầu thuộc nha, nhưng mình thấy mình master được bài đó, cái mình move bài tiếp theo. Đó là như vậy. Và nỗ lực học, coi livestream thứ nhất là học phải nghe hiểu thuộc, xong bắt đầu không thuộc nha, học nghe hiểu hiểu xong cái bắt đầu mình tập trả lời nhanh phản xạ lại. Color buys a new car. Who buys a new car? Oh, Carlos buys a new car. What did he buy? He buys a new car. It's a blue fast car. What color of this? Oh, it's a blue car. How is it? It's very fast. What is fast and blue? It's a car. The car is very fast and blue. Đó là như vậy, hiểu không? Hỏi, học, trả lời, mình tăng tốc độ lên, mình nghe chậm, xong rồi mình nghe nhanh, tập trả lời nhanh, như tập đấm box. Thay vì mình tập đấm box, mình né qua né lại, thì bây giờ mình tập phản xạ tiếng Anh. Cái đó là tập phản xạ, hiểu không? Mình sẽ thuộc mô thức câu trong đầu, mình sẽ thuộc mô thức ngữ pháp trong đầu. Thì chỉ có như vậy, các bạn đi hết nhiều bài thì các bạn mới có thể phản xạ tiếng Anh rất là tốt. Ok nha. Cho nên là ở nhà mình học á, nhiều khi mình chưa quen thì mình cần học chậm, xong bắt đầu mình học nhanh lên, tập phản xạ nhanh lên. Đó là cách học hiệu quả. Rồi, tiếp theo, xong bài The Race, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái gì? Mình sẽ chuyển sang một cái topic rất là quan trọng. Đó là topic là The Power of Habit. Đó là sức mạnh của thói quen. Ok, The Power of Habit. Đây, viết như sau. The Power of Habit, đó là sức mạnh của thói quen. Tại vì ngày nay, video livestream hướng dẫn học tiếng Anh có rất nhiều, phương pháp có rất nhiều, tài liệu có rất nhiều, everything you have, được chưa? Các bạn có rất nhiều thứ, nhưng các bạn thiếu một thứ là gì? Các bạn thiếu sự kỷ luật bản thân. Vậy người kỷ luật bản thân là họ có cái gì? Người kỷ luật bản thân là họ có thói quen tích cực mà họ tập trung vô nó mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên là mình cần phải luyện tập thói quen. Rồi,
Trước khi mà nói phần này thì những bạn nào đang xem livestream thì các bạn giúp anh share livestream này ra để cho nhiều người biết đến livestream này, tại vì nó rất là hay, rất là thú vị. Bắt đầu phần về thói quen share ra, 150 con người bắt đầu share giúp anh, mới có 38 share thôi, ít quá. Tại vì anh làm cái này là anh làm miễn phí, anh muốn rất nhiều người biết đến thế này, biết đến bộ Affiliate English, biết đến cách học thói quen, biết đến cách trị liệu người, biết đến những cái lập tạo thành thói quen rất là giúp ích cho thời sinh viên, giúp ích cho những người đi làm và giúp ích cho những doanh nhân luôn á. Tại vì cái này là chuyên môn kiến thức phát triển bản thân ai cũng cần phải có nó thì giúp ích cho cuộc đời của bạn rất là nhiều. Cho nên bắt đầu share ra và bắt đầu ghi một caption cùng học tiếng Anh và phát triển bản thân thì như vậy sẽ giúp ích cho rất là nhiều người. Tại vì nếu như bạn nhận được một cái gì nó hay ho, nó quý giá trong cuộc đời mình thì mình phải có sự chia sẻ ra. Giả sử như anh học được một cái gì đó hay thì anh luôn tâm niệm, thì mình phải luôn luôn tìm cách mình chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ thật nhiều người càng tốt. Tại vì khi mình chia sẻ thì tâm hồn mình sẽ phát triển, tâm hồn mình sẽ vui, và mình càng chia sẻ cái gì thì cái đó sẽ luôn luôn quay trở lại với mình. Nhớ giùm anh chuyện đó nha, người cho đi là người chiến thắng, luôn luôn nhớ giùm chuyện đó. Các bạn có bí kíp gì hay, các bạn có tài gì hay, các bạn có phương pháp gì hay, các bạn có cái gì thú vị, thậm chí các bạn có tài sản gì nhiều quý đẹp, mình phải tập chia sẻ và chia sẻ trong sự yêu thương, trong một tấm lòng quan tâm giúp đỡ mọi người. Tại vì sống trong cuộc đời này á hả, chỉ có cái thứ đó làm cho các bạn hạnh phúc thôi. Trước khi mà bắt đầu chia sẻ, anh kể cho bạn nghe một chuyện. Thời sinh viên á, khi mà anh mới ra trường thì trong vòng 2 tháng đầu anh start up lên thì anh kiếm được doanh thu là 70 triệu. Wow, 70 triệu nha các bạn. Và hồi đó thời sinh viên, anh nhớ thời sinh viên từ năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 lương anh đi làm chưa bao giờ quá nhiều tiền, đúng không? Nhưng đùng một cái khi mình ra trường mới có vài tháng thôi, mình khởi nghiệp, mình lại kiếm được 70 triệu. Cho nên là mình cảm thấy nó wow, rất là tuyệt vời. Thì lúc đó tự nhiên đùng một cái anh mất động lực trong cuộc sống các bạn. Anh mất động lực trong cuộc sống. Con người ta chỉ thay đổi khi thứ nhất có biến cố, khi thứ hai có rất là nhiều tiền, hoặc bị thất tình, tiền, biến cố, hoặc là bị một thứ gì đó, nhưng không được là biến cố, tình, tiền. Thì lúc đó tiền đến với anh quá nhiều. Bởi vì nó đến quá nhiều như vậy cho nên là bắt đầu anh mất động lực trong cuộc sống. Tại vì anh thấy nhiều tiền quá, giờ biết làm cái gì. Bắt đầu anh lười biếng trở lên, anh không chịu siêng năng nữa, anh không chịu học hỏi nữa, anh không chịu phát triển bản thân nữa. Tại vì anh thấy có nhiều tiền quá mà làm gì cho nhiều cho mệt vậy. Cái bắt đầu anh thấy cuộc đời mình nó vô nghĩa, mỗi ngày ngủ dậy thấy nó đờ đờ lừ đừ, người mình không có năng động. Sau này mới phát hiện một chuyện, chết rồi, sống vậy là không ổn rồi. Cái bắt đầu mình suy nghĩ lại cuộc đời, mình thấy cái lúc mà mình làm việc mình kiếm tiền được 70 triệu, trong cái giai đoạn đó mình thấy cái chuyện mà mình cho đi, cái chuyện mà mình giúp người đó, là lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Thế là anh ngộ ra một thứ trên đời này á, trở thành một doanh nhân là người phải yêu giúp đỡ người khác thì nó mới phát triển được kinh doanh, nó mới bền. Và cuộc sống của các bạn, cho dù bạn đi làm thuê, cho dù bạn làm bất cứ thứ gì, thì bạn phải yêu cái chuyện giúp đỡ người khác vô vị lợi, được chưa? Thì bạn càng giúp, những thứ bạn có được là những thứ bạn cho đi, nhớ giùm anh nha. Những thứ bạn có được là những thứ bạn chia sẻ, những thứ bạn cho đi. Lấy ví dụ, bạn Duy Nguyễn hỏi là anh làm gì mà được một tháng 70 triệu, thì anh mở hai cái lớp học lên là có đóng tiền vô rồi, hiểu không? Mỗi lớp chừng khoảng mười mấy người học, mỗi người 3 triệu đóng vô là có một đống tiền rồi, đó là như vậy. Thì đang nói gì mất tiêu rồi. Thôi tục, thì cuộc đời của con người á, sống là phải cho đi, nhớ là những chuyện đó. Còn nếu không á, còn thậm chí khi mà bạn chưa có tiền á, bạn cũng tập trung giúp người cho anh, tại vì giá trị bạn nhận được là giá trị bạn trao đi, ok? Lấy cái chuyện ví dụ mình học một cuốn sách, mình đọc rất nhiều kiến thức, mình đi học một hội thảo, mình học rất là nhiều kiến thức hay. Nhưng về nhà, thứ nhất mình không áp dụng, 3 ngày sau chắc chắn quên. Thứ hai, bạn về mà bạn chịu khó, bạn đi chia sẻ lại cho người khác, đảm bảo bạn thuộc, bạn nhớ nó hơn 1 tháng. Bạn chia sẻ lần 2, bạn nhớ 3 tháng, bạn chia sẻ lần 7, bạn nhớ cả đời. Cho nên là mình học được cái gì hay mình phải đi chia sẻ, mà mình áp dụng xong mình chia sẻ lại, áp dụng đi lại. Nghĩa là cái thứ gì nó phải đi vô trong đầu mình, mình phải đi ra giúp người khác, thì nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bạn đi học về cảm xúc, bạn về bạn phải áp dụng, bạn đi học về bán hàng, bạn phải đi bán hàng, sau đó bạn đi chia sẻ lại kiến thức bán hàng được của bạn thành công, thì nó luôn ở trong con người bạn, được chưa? Đó, bí quyết sống hạnh phúc là luôn luôn tập trung đi giúp đỡ người khác thì bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc. Rồi, bây giờ tiếp theo, sau khi share xong bây giờ mình sẽ quay lại cái phần đó là phần The Power of Habit. Habit, một lần nữa đó là thói quen nha. Và có một cái câu tiếng Anh như sau, anh sẽ copy trong slide tiếng Anh của anh, tại vì anh chuẩn bị nguyên cái slide luôn cho buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ cho anh sau.
Habit is a routine or behavior that's repeated regularly, tends to occur unconsciously. A habit là một cái lộ trình về những hành vi của mình mà nó lặp đi lặp lại thường xuyên mỗi ngày, vì nó sẽ có xu hướng xảy ra bằng một cách tiềm thức. Thế nào là nhận thức, thế nào là tiềm thức? Nhận thức là những thứ mà mình phải suy nghĩ, mình phải trăn trở ở hiện tại. Ví dụ như là mình phải tính 35 cộng 60 bằng nhiêu ta, mình ngồi mình suy nghĩ đồng tính, cái đó là nhận thức, hiểu không? Đó. Còn tiềm thức á là cái gì? Anh lấy ví dụ như tim của bạn đang đập, thì cái đó là tiềm thức. Tuy bạn không có để ý đến nó, bạn không để ý đến nó, bạn đi chơi, bạn đi ngủ thì tim bạn vẫn đập, tại vì nó hoạt động bằng tiềm thức. Tiềm thức là chế độ hoạt động một cách tự nhiên. Hơi thở bạn đi vẫn đi ra, vẫn đi vào, thở bằng tiềm thức. Và đặc biệt, ví dụ anh hỏi các bạn ha, 5 x 5 bạn nhiêu? 25. 4 x 3 bạn nhiêu? 12. 9 x 9 bạn nhiêu? 81. Bạn thấy không? Nghĩa là mình thuộc rồi đó. Và thuộc là bằng tiềm thức. Cho nên khi nói bạn học tiếng Anh là mình phải học tiếng Anh bằng tiềm thức, để mình nói một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ thì nó mới nhanh được, hiểu không? Mới phải xài được. Thì thói quen là những thứ xảy ra liên tục mỗi ngày về hành vi của mình bằng tiềm thức, nghe các bạn. Còn nếu như mỗi ngày mình cần phải nhớ đến nó, mình cần phải suy nghĩ về nó, trăn trở về nó, thì nó vẫn chưa gọi là thói quen. Bây giờ làm thế nào để mình chuyển những thứ từ nhận thức đi vô tiềm thức của các bạn? Ok, thì bây giờ bắt đầu ha. Đó là đầu tiên phân tích thói quen là như vậy. Và thói quen nó sẽ có 3 đặc tính như sau. Thứ nhất, đó là automatically, đó là nó sẽ tự động. Thứ hai, nó có cảm xúc khi bạn làm chuyện đó, emotion. Và thứ ba, nó có cái gì? Nó có addiction, nó có sự nghiện ngập trong đó. Ví dụ, sẽ có một số bạn trẻ, các bạn thích chơi điện tử, cứ đúng giờ đó, trước khi đi ngủ, chơi điện tử, rồi mới đi ngủ, lên Facebook, chơi điện tử, rồi mới đi ngủ. Tại sao vậy? Tại vì trong, tại có phải nó tự nhiên không? Một số người sẽ có thói quen nhập chơi điện tử hoặc là lên Facebook, bởi vì nó thiết, nó có cảm xúc trên đó. Trên Facebook có rất nhiều video, có rất nhiều game hay, có rất nhiều trò chơi, có nhiều thứ hay ho, có nhiều mới. Và nó gây nghiện, đúng không? Gây nghiện. Thứ hai, nó tự động nữa. Đúng giờ lên, ngủ dậy bật Facebook, về nhà ôm laptop mà về nhà ôm. Đó là những thói quen của bạn á. Nhưng thói quen sẽ có hai loại, đó là thói quen tích cực và thói quen tiêu cực. Mình phải để ý nha. Chờ đó anh sẽ phân tích là thế nào là thói quen tích cực, thế nào là thói quen tiêu cực. Đó là tổng quan về thói quen, đó là những đặc tính của thói quen, được chưa? Rồi slide thứ hai. Một số thói quen mà các bạn có trong cuộc sống. Thứ nhất, ở đây bao nhiêu bạn các bạn đánh răng mỗi ngày? Comment yes. Ok. Bao nhiêu bạn các bạn đánh răng mỗi ngày? Tôi đánh răng mỗi ngày này các bạn, đúng không? Tất cả chúng ta đều đánh răng mỗi ngày, đúng không? Như vậy thì đánh răng là một habit, và đánh răng là một thói quen tốt nha các bạn, đúng không? Thì tại sao? Thứ nhất là nó có routine, là nó sẽ xảy ra thường xuyên mỗi ngày, lặp đi lặp lại, ngày nào ngủ dậy mà chả đánh răng, đúng không? Cái thứ hai là gì? Sau khi đánh răng xong nó sẽ có một phần thưởng, đó là các bạn sẽ cảm thấy nó sạch sẽ trong miệng của mình, có mùi bạc hà. Và chính chuyện đó nó gây nghiện cho các bạn. Ngày nào mình ngủ dậy mình không đánh răng, mình thấy cái miệng mình thúi, mình không dám bước ra ngoài đường, cảm thấy rất là khó chịu. Thì tất cả chúng ta đều có thói quen đánh răng. Và trigger là gì? Trigger đó là nail của việc đánh răng, đó là sau khi ngủ dậy muốn cho nó sạch sẽ, là ngủ dậy đánh răng thơm miệng, ngủ dậy đánh răng thơm miệng, ngủ dậy đánh răng thơm miệng. Và nó xảy ra thường xuyên, tự nhiên, nó xảy ra mỗi ngày, đúng không? Và nó có gì? Nó có trigger. Đây, trigger là gì? Là nó có cái điểm nhấn, nó có cái nail. Thứ hai, nó có gì? Routine, là nó có quá trình lặp đi lặp lại. Và thứ ba, nó có reward, là nó có phần thưởng. Một lần nữa ha. Trigger, ngủ dậy, miệng thúi. Routine, đánh răng, dè, súc miệng, rửa miệng. Reward, thơm. Đó. Vì chúng ta có thói quen mỗi ngày, đúng không các bạn? Đó. Rồi bây giờ làm sao mình phân tích cho bạn thấy các bạn có thói quen nhiều hơn à? Thói quen thứ hai là gì? Ở đây bao nhiêu bạn các bạn lên Facebook mỗi ngày mà các bạn thích thú chuyện đó, comment yes. Tôi cũng vậy. Thầy cũng vậy các bạn à. Chúng ta cũng có thói quen lên Facebook mỗi ngày. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là trigger đầu tiên là gì? Chán, rảnh, ở không, hoặc là gì, bị stress. Mình bị stress, cái mình lên Facebook mình giải trí. Lên Facebook, ngày nào cũng lên Facebook là một routine. Cứ bật lên Facebook một cái,
Sau đó reward của Facebook là gì? Facebook nó sẽ có rất là nhiều new, nhiều tin trên new feed. Nó sẽ có thông tin của bạn mình, thông tin của bạn gia đình mình, thông tin của bồ mình, và có videos của những fan page, nó có rất là nhiều thông tin mới, nó có những cái thứ kích thích não bộ con người của mình, như là những tin tiêu cực như là trộm, hiếp dâm, ăn cắp, hoặc những con chó con mèo rất là xinh, hoặc những kiến thức rất là mới. Thì Facebook tạo ra mình những thứ mới liên tục, cho nên nó cho mình rất là nhiều phần thưởng cho đó. Vậy các bạn, em đây gì, các bạn nghiện Facebook, và Facebook sẽ là thứ gì? Thói quen của mình mỗi ngày, được chưa? Đánh răng và Facebook mỗi ngày. Và nếu như mình không kiểm soát Facebook mỗi ngày thì sao? Thì nó sẽ trở thành một thứ xuyên suốt cuộc đời của mình. 8 tiếng ngày thì các bạn sẽ không làm được những việc quan trọng, thì các bạn sẽ mất thời gian, mất năng lượng và không có thời gian học tiếng Anh, tập thể dục, làm việc, đạt mục tiêu của mình, đúng không? Cho nên từ đó mình, các bạn thấy được hai thói quen rồi. Thứ nhất, thói quen đánh răng tích cực khi tiêu cực. Sure. Đánh răng là tích cực. Và thói quen lướt Facebook mỗi ngày quá nhiều ha. Trên 1 tiếng mỗi ngày là quá nhiều rồi. Trừ khi bạn dùng Facebook để bạn kiếm tiền thì nó khác. Nếu như bạn không sử dụng Facebook mỗi ngày thì trên 1 tiếng là quá nhiều, đúng không? Đúng. Có phải trước khi chưa có Facebook, tất cả chúng ta đều sống đọc sách, đi chơi bạn bè và là những công việc khác, đúng không? Có Facebook xong thì mỗi ngày Facebook nó chiếm thời gian của các bạn bao nhiêu? Trên 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng, thậm chí có người 5 tiếng, 8 tiếng mỗi ngày. Thì như vậy các bạn bị nghiện Facebook thì đó là một thói quen tiêu cực nếu như mình bị nghiện nó trên 1 tiếng ha. Đó. Thì nếu như cuộc đời của hai con người, một người có thói quen đọc sách, làm việc tập trung mục tiêu, một người có thói quen lên Facebook ngoài 8 tiếng, ai sẽ lên các bạn sau một thời gian? Đúng rồi, người này sẽ lên, thì họ sẽ có nhiều tiền hơn, họ sẽ thông minh hơn, họ sẽ hạnh phúc hơn và họ sẽ có cuộc đời tuyệt vời hơn. Ok? Đó. Tiếp tục share video nếu cho những ai mới vô chia share. Thank you. Rồi, cho nên bây giờ làm thế nào để mình có thói quen học tiếng Anh mỗi ngày các bạn? Thì mình phải xác định được là hiện tại mình đang có những thói quen xấu gì. Rồi tiếp tục ha. Bây giờ thói quen xấu là gì? Có một số thói quen xấu. Tại sao có những người họ bị béo phì vậy các bạn? Những người họ bị béo phì á, 90% như sau. Đó là họ bị stress. Bị stress từ đâu? Cãi lộn với người yêu nè. Stress từ công việc, deadline quá nhiều, làm việc không hết, không xử lý được nè. Học hành quá nhiều, bị điên nè. Bị stress xong cái bắt đầu cái gì? Buồn quá. Cái bắt đầu đi ăn, đúng không? Đi ăn, tại vì khi ăn á, nó cho các bạn cái cảm giác thích thú ở cái lưỡi, ở cái miệng. Và thức ăn là một chất tạo lên não bộ của mình, tạo cho mình sự hưng phấn. Cho nên khi ăn, khi lướt Facebook, nó sẽ tạo ra một cái gì? Nó sẽ tạo ra là immediate pleasure, là niềm vui ngắn hạn. Ok, immediate pleasure là niềm vui ngắn hạn. Lướt Facebook là có niềm vui ngắn hạn, ăn uống là có niềm vui ngắn hạn, đúng không? Và còn cả cuộc đời của mình á, là mình luôn luôn đi tìm niềm vui và né tránh nỗi đau. Cho nên mình sẽ đi ăn để mình có được niềm vui ngắn hạn. Và mình bởi vì cứ stress đi ăn, bồ đá đi ăn, học không được đi ăn, chán làm việc không được cứ đi ăn, chán quá đi ăn. Thì đi ăn hoài sao? Đi ăn hoài kéo nó mập lên, đúng không? Không biết xử lý gì. Có những người thì buồn quá cái Facebook suốt ngày, có những người buồn quá cái đi ăn mỗi ngày. Những người Facebook suốt ngày thì bị mất thời gian, mất năng lượng, không đạt được mục tiêu. Những người đi ăn suốt ngày thì sẽ bị béo phì. Đó là một những thói quen xấu. Gì nữa? Thói quen xấu thứ hai là gì nữa? Đúng rồi, đó là smoking. Đây, mấy đồng chí vô đây. Smoking, mấy ông nam là hút thuốc vô đây. Hút thuốc chúng ta biết là hút thuốc là sẽ tốn tiền, hút thuốc là hại phổi. Biết rồi mà vẫn làm thì cái đó ta gọi là gì? Sân si là u mê, là vô minh, là biết nó sai mà vẫn làm mà không bứt ra được. Tại vì mình bị nghiện ngập rồi, mình bị kiểm soát luôn cái não của mình rồi. Cho nên là gọi là bị sân si đó các bạn. Smoking là một thói quen xấu. Buồn quá, bị mẹ la buồn quá. Rồi doanh thu công ty thấp rồi, học tiếng Anh không được, buồn quá. Rồi stress, làm gì? Mua tiêu thuốc hút. Lúc này bỏ luôn cái quan tâm là bị hại cơ thể, hút thuốc. Hút thuốc thì gì? Oxy vào, não vào, chất nicotine làm gây nghiện. Cho nên não phê, não tê, cảm thấy được thư giãn. Đó. Rồi hút thuốc nhiều thì sao? Nghiện. Tại vì hút thuốc nó cho người ta gì? Immediate pleasure là niềm vui ngắn hạn, phải không? Đúng rồi. Có niềm vui ngắn hạn khi bắt đầu bị nghiện. Và đó là những thói quen xấu, được chưa? Thứ nhất là gì? Béo phì do bị stress ăn nhiều, thuốc gì nữa, lướt Facebook quá nhiều mỗi khi bị stress. Rồi thói quen xấu gì nữa các bạn? Ví dụ như là nhiều lắm,
chơi điện tử, đúng rồi, chơi điện tử, chơi game điện tử á. Bạn nào mà chơi điện tử nhiều, tại vì thay vì cái thời gian mình đi chơi game điện tử thì mình dành thời gian đó mình đọc sách, mình phát triển bản thân, mình tập thể dục, mình đi giúp cuộc đời, mình thăng hoa trong sự nghiệp, mình phấn đấu, mình học tiếng Anh, mình đi tập thể dục, mình có kiếm tiền chẳng hạn như vậy đó. Đúng rồi, bạn Thiện Trần comment đúng là uống rượu nữa đó, những cái như là chơi điện tử, tại vì khi chơi điện tử đó, nó có hình ảnh, nó có âm thanh, nó có cốt truyện, nó có sự nhập vai, nó có âm, rất là nhiều thứ nó làm cho các bạn bị nghiện. Và khi chơi điện tử, nghiên cứu học người ta chỉ rằng là những người chơi điện tử á, thì trong não họ sẽ tiết ra một chất là chất dopamine. Dopamine là chất gây hưng phấn tạm thời, thì khi mình chơi điện tử á, thì mình sẽ bị nghiện, được chưa? Những bạn học viên chú ý, bạn chơi điện tử nhiều quá bạn sẽ bị nghiện. Còn khi uống rượu, uống bia bị stress, nó cũng gây ra chất tê não, chất hưng phấn thì bị stress, không xử lý stress, không đối diện để giao tiếp, không đối diện để xử lý, uống rượu nhậu nhẹt, không dành thời gian cho gia đình, các mối quan hệ bể, rồi suốt ngày kiếm tiền nhậu, kiếm tiền nhậu, sinh ra bệnh và rồi chết trong sự đau khổ và buồn bực. Cả một cuộc đời con người sống như cục sịt, sống như vậy không đáng sống. Thì đó, bạn phải xác định được hiện tại mình đang có những thói quen xấu gì, hoặc là nữa là hút thuốc nè, ăn uống vô độ khi bị stress nè, lướt Facebook quá nhiều nè, nhậu nhẹt nè, chơi game điện tử nè. Trong đạo Phật chơi game điện tử nhiều quá là bị quả báo rất là lớn nha các bạn, nghiên cứu đi đó. Rồi chán quá là nhìn gì nữa, đi đọc mấy thứ tào lao trên mạng đó. Thì một lần nữa, cái gì mà không tạo ra sức khỏe, không đem lại giá trị cho xã hội, không giúp cho bạn phát triển bản thân, thì những thứ đó hiện tại đang là rác trong cuộc đời của các bạn, thì các bạn cần phải loại bỏ nó, nhớ nha, phải loại bỏ nó. Vậy những thói quen tích cực là gì nè? Những thói quen tích cực, thứ nhất tập thể dục, oxy vào, thân hình đẹp, cường tráng, trí tuệ, mặt mày sáng ngời, sống một cuộc sống đẳng cấp, được chưa, văn minh. Cho nên là gì, có năng lượng, có năng lượng thì mới đi giúp ích cho cuộc đời được, được chưa? Mình giúp ích cho cuộc đời thì bắt đầu phước đến với các bạn hạnh phúc, nhiều người biết ơn các bạn, và các bạn phát triển bản thân. Các bạn chỉ phát triển bản thân khi các bạn đi biết ích cho đời. Đọc sách là một thói quen tốt, đọc sách đừng đọc sách quá nhiều, đọc xong đừng đọc quá nhiều mà không hành động à, chọn ra những chương mình thích nhất đọc, áp dụng liền và tự nghiên cứu sách, đọc áp dụng, đọc áp dụng chẳng hạn như vậy. Và đừng đọc sách vô tội vạ, đọc phải có lựa chọn, đọc phải áp dụng, đọc mà không áp dụng thì sẽ trở thành một đứa có quá nhiều kiến thức mà thiếu hành động. Chỉ là đầu óc có kiến thức mà kiến thức rác, hiểu không? Các bạn chỉ hiểu sâu kiến thức từ sách, nếu như bạn phải có trải nghiệm để đối chiếu với kiến thức nha. Cho nên đọc những thứ cần thiết thôi, sau đó phải đi áp dụng liền. Sinh viên áp dụng bằng cách nào? Đi thực tập, xác định được mục tiêu, tìm công ty thực tập cho mình kinh nghiệm đối với mục tiêu đó, chứ không phải là thực tập cái gì cũng làm nha, phải có mục tiêu rõ ràng, được chưa? Tập thể dục nè, đọc sách nè, là gì đó, thiền định, meditation, tập thiền. Những người tập thiền thì não trước họ phát triển, thì ý chí họ sẽ rất là mạnh, họ định lại, họ bình an lại, thì trí tuệ họ sẽ rất là phát triển. Khi mình giận dữ, khi mình sân si, khi mình buồn là lúc đó mình đang bị trigger, là não mình tập trung vô vấn đề, được chưa? Và khi các bạn bình an, tĩnh lặng, trí tuệ bạn sẽ xuất hiện, mình sẽ rất là thông minh. Tại sao những nhà thiền sư họ rất là thông thông minh, họ rất là hiểu về cuộc đời, về cảm xúc của con người? Bởi vì họ định, định là họ vững một chỗ và họ thấy được mọi thứ một cách rất là khách quan, không phải chủ quan. Tại sao đi ngoài đường đụng cái vính lộn? Tại vì không quản lý được cảm xúc, không có định, không có bình an thì vính lộn thôi, vính lộn xong cái chết. Nhìn nhau cái quýnh lộn lãng xẹt báo hiếu gì. Cho nên giới trẻ ngày nay phải đi tập thiền. Tập thiền ở đâu? Ví dụ như của thầy Thích Minh Hạnh là một nè, thích Nhất Hạnh, thầy Thích Nhất Hạnh nè, thầy Minh Niệm nè là hai nè đó. Hiện tại là anh recommend hai người đó, các bạn nghiên cứu, bạn search đọc thật nhiều về hai người đó, Thích Nhất Hạnh, thầy Minh Niệm, được chưa? Hiện tại chỉ mới thấy hai người đó là uy tín thôi ha, được chưa? Một lần nữa, tập thể dục, đọc sách, thiền định, ok, quản lý môi trường, những người bạn, những thứ mình tiếp xúc lại, được chưa? Bạn Nguyễn Trung Dũng nói thầy Thích Chân Quang đúng, thầy Thích Chân Quang dạy pháp giảng pháp rất hay, có thể nên gì đó. Bạn ở bên đạo Chúa thì các bạn có thể tìm những môi trường tích cực, được chưa? Phải tìm một câu lạc bộ về nhảy để sinh hoạt nếu như bạn có đam mê về nhảy, phải tìm một câu lạc bộ về tiếng Anh hoặc là một trung tâm tiếng Anh nếu như bạn có mục tiêu về tiếng Anh, phải tìm một câu lạc bộ về viết và vẽ nếu như bạn có mục tiêu về vẽ, phải tìm một câu lạc bộ về fashion
Nếu như bạn có đam mê về fashion, phải tìm một câu lạc bộ về cắt tóc làm đẹp. Nếu như bạn có mục tiêu thích làm đẹp, bạn có mục tiêu gì thì bạn phải tìm cho anh một những câu lạc bộ đó, được chưa? Rồi, đó là những cái good habit. Và để hình thành thói quen tốt thì sao? Thì nó cần ý chí. Để hình thành thói quen tốt thì cần ý chí. Ý chí là will, power. Will power, will là ý chí, will power là sức mạnh ý chí, được chưa? Chứ không phải là muốn hình thành ý chí là tự nhiên có thể làm được đâu, phải luyện tập. Những người hình thành ý chí là bởi vì họ luyện tập hai thứ như sau: thứ nhất, họ tập thiền định; thứ hai, họ tập thể dục để họ có cảm xúc tốt; và thứ ba, khi họ gặp việc khó, họ không ngại, họ vẫn đâm đầu vô họ làm. Làm việc khó chúng ta luôn luôn sợ. Lần đầu tiên anh làm livestream anh vẫn sợ, anh sợ nhưng anh vẫn làm. Làm được một lần, làm được hai lần, làm được ba lần, bây giờ làm nhiều lần quá, livestream thứ 10 rồi, nó như chuyện ăn cơm vậy các bạn, thấy không? Cho nên là mình cần phải làm luôn, làm những thứ khó, mà chỉ có những thứ khó thì mới được trả công nhiều tiền. Anh lấy ví dụ tiếng Anh giỏi vô làm livestream một buổi 1 triệu, 2 tiếng kiếm được 1 triệu bằng tiếng Anh livestream vậy thôi đó. Chia sẻ bạn là như vậy. Cái đi làm cái gì mà khó, sếp giao cái gì khó là nhận liền, làm khó não phát triển, nhớ nha. Ok, tiếp tục share ra giùm anh, share ra anh 182 con người share giùm cái video, cái livestream này, được chưa? Nè, quy cái câu đó anh đã soạn sẵn nè, các bạn đọc giùm anh nè. Nó rất là will power come from focus on long term benefit, được chưa? Đó là ý chí nó chỉ xuất hiện khi mình tập trung vào lợi ích lâu dài, được chưa? Tại sao một người họ có thể khởi nghiệp, họ có thể kiên trì với khởi nghiệp đó trong vòng 5 năm, 10 năm, họ có được hàng trăm nhân viên, hàng ngàn nhân viên? Tại vì lúc mà khởi nghiệp họ có một tầm nhìn trong đầu của họ. Dùng tiếng Anh ha, anh sẽ hình dung là anh sẽ có 60 trung tâm tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội và khắp tỉnh thành Việt Nam, và có thể mở rộng ra Đông Nam Á hoặc là thế giới. Thì anh sẽ nhắm mắt lại, anh sẽ hình dung đó là một tầm nhìn của mình, đó là thứ mình muốn trong cuộc đời này. Chúng ta muốn rất nhiều thứ nhưng bạn phải chọn giùm anh cái thứ mà bạn bạn muốn nhất, được chưa? Bạn hình dung ra là bạn sẽ làm chủ nó, bạn sẽ tạo ra nó, bạn sẽ giúp ích cho nhiều người đó. Nghĩa là bạn phải có một tầm nhìn, phải có một long term benefit, phải có một tầm nhìn trên trong đầu của mình á. Mình sẽ trở thành một huấn luyện viên yoga tuyệt vời, mình sẽ trở thành một nhà toán học tuyệt vời, mình sẽ thành chuyên gia về điện, mình sẽ thành chuyên gia về máy công nghiệp, mình sẽ thành một chuyên gia về ngôn ngữ, mình sẽ thành một diễn giả hàng đầu thế giới, mình sẽ trở thành một cái gì đó. Bạn phải xác định giùm anh tầm nhìn và bạn who you want to become, được chưa? Chọn đại một thứ làm thôi. Cuộc đời của mình có rất nhiều thứ để làm mà chọn đại. Ví dụ như anh sẽ làm chuyên gia trong tiếng Anh, các bạn sẽ làm chuyên gia ở xe máy, ở máy bay, ở áo quần, ở thời trang, ở múa, ở vẽ, ở đàn, ở hát. Làm chuyên gia chọn một thứ chuyên chuyên môn và có một tầm nhìn, mình sẽ trở thành ai. Định vị định đặt mục tiêu của mình là mình sẽ giúp được bao nhiêu người trên thế giới này trong cái chuyên môn của mình. Lấy ví dụ anh sẽ giúp được khoảng 1 triệu người giỏi tiếng Anh và phát triển bản thân khắp đất nước Việt Nam. Thì khi bạn có một tầm nhìn đó thì bạn sẽ tập trung cho bạn giúp thật nhiều người, bạn giúp càng nhiều người thì bạn càng tăng cái level năng lực của mình lên, là bạn sẽ càng phát triển lên, được chưa? Cho nên là mình phải nỗ lực mình giúp thật nhiều người, thì mình giúp nhiều người như nào mình phát triển như đó. Thì bởi vì mình có một tầm nhìn như vậy thì lúc đó bạn sẽ không bao giờ lười biếng nản chí, để mình có thể mình mỗi khi mình nghĩ về nó, mỗi khi mình tập trung về nó, phải kết hợp một lối sống cân bằng, thông minh, hài hòa, được chưa? Thứ hai, phải có một tầm nhìn về tương lai của mình 5 năm sau, 10 năm sau. Ngay từ thời sinh viên, xin lỗi các bạn, ở trên trường đại học, ở cấp 3 không ai giáo dục cho bạn những chuyện này. Thì bây giờ anh chia sẻ với các bạn thì bạn phải biết chuyện này, mình phải xác định sớm, mình phải chọn sớm. Còn nếu như mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn chọn cái gì, thì các bạn phải bắt đầu đi làm thêm để thấy những hình mẫu thành công ngoài kia. Thấy một chuyên gia nhảy múa rất đẹp, thấy một người hát rất hay, thấy một người truyền cảm hứng rất tuyệt vời, thấy một người giỏi dạy tiếng Anh rất hay, thì bạn thấy những người như vậy đi làm thêm, tiếp xúc nhiều, thấy những người như vậy thì tự hỏi trái tim của mình là mình muốn trở thành ai, và xác định tầm nhìn cho mình. Bắt đầu mình sẽ tập trung, mình xây dựng mục tiêu của mình trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới mình sẽ trở nên giống như họ. Mình có thể mình có một trí tuệ như họ, mình có một thân hình như họ, mình có thể một có một khuôn mặt như họ, có được tài năng như họ, và mình sẽ giúp được hàng ngàn người như họ. Và cuộc sống của một con người chỉ có ích khi bạn đi đặt mục tiêu giúp đỡ người khác. Ok, chúng ta là những mắt xích, chúng ta là những mắt xích,
Chúng ta sống, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần có tình yêu thương. Và khi bạn đi giúp người khác, nghĩa là bạn đi kết nối, bạn đi trao yêu thương, bạn đi trao sự phát triển, bạn kết nối càng nhiều người, bạn càng trở nên mạnh mẽ. Được chưa? Rồi, một lần nữa quay trở lại. Willpower, focus on long term benefit. Phải có tầm nhìn, phải có tập trung vào lợi ích lâu dài để giúp đời. Thì lúc đó, ý chí sẽ xuất hiện. Được chưa? Tại nhiều bạn hỏi là: anh ơi sao em lười quá, mục tiêu em là gì? Em không biết mục tiêu em là gì, học tại sao học tiếng Anh? Thì thấy ai cũng học, em cũng học, em đâu biết. Nông cạn quá như vậy, không có tầm nhìn. Học tiếng Anh là để giúp ích cho đời, để đi nuôi sống bản thân, không làm cho gia đình phải trở thành gánh nặng của gia đình, để có thể phát triển bản thân, để có thể đi du học, để có thể học những kiến thức từ chuyên môn, để có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài, rất nhiều thứ, mình phải biết được thứ đó, được chưa? Tiếp theo, thì mình sẽ có một cái câu đó là motivation is what you get. Motivation what gets you started. Là động lực sẽ là những thứ mà bắt giúp cho bạn bắt đầu. Habit is what keeps you going. Thói quen là những thứ giúp cho bạn đi đều. Rồi, sau khi nãy giờ các bạn đã xác định là tầm nhìn, các bạn có why học tiếng Anh, các bạn quyết định bỏ những thói quen xấu. Các bạn hiểu nó rồi, bạn bỏ thói quen xấu, bạn quyết định bạn xây dựng cho mình những thói quen tốt như tập thể dục, đọc sách, đi làm thêm chăm chỉ, tập trung như mục tiêu, ngủ sớm, dậy sớm, giúp ích cho đời. Đúng, đời đó là một lối sống của một quân tử văn võ song toàn. Bạn biết được thứ đó rồi thì bạn bắt đầu xây dựng cho mình một thói quen. Ok, tại vì có những thứ đó thì bắt đầu sẽ có động lực, nhưng động lực chỉ đi được ngắn hạn, chừng một tuần, vài tháng, nhưng chính thói quen sẽ là những thứ cho bạn đi lâu dài. Ok, thì thói quen như sau. Thứ nhất, thói quen có hai loại, đó là thói quen về physical, ba loại là thói quen về vận động cơ thể, đánh răng mỗi ngày là một thói quen. Thói quen về emotion, thói quen về cảm xúc, là mỗi ngày mình cần phải làm cho mình biết ơn, làm cho mình tràn đầy yêu thương, làm cho mình có động lực bằng cách mình input vào những thứ tích cực để cho mình có những cảm xúc tốt. Và thói quen về suy nghĩ bằng cách là phải đọc sách để có những thói quen đúng về suy nghĩ. Ba là thói quen. Thì học tiếng Anh là một thói quen kết hợp cả thói quen cảm xúc và thói quen hành động, được chưa? Đó. Rồi, để hình thành thói quen á, thì cái thứ đầu tiên mà các bạn cần phải nhớ đó là gì? Start small and honor yourself. Ghi xuống ha. Start small and honor yourself. Để hình thành một thói quen thì bạn cần phải bắt đầu nhỏ thôi. Nhiều bạn học tiếng Anh đặt mục tiêu, anh em coi livestream của anh xong á, em quyết định là một ngày em học 5 tiếng luôn. Rồi ok, một tuần sau hỏi lại em còn học tiếng Anh không? Dạ không anh, em mệt quá, em lười quá, em bỏ rồi, hiểu không? Cho nên là gì? Quan trọng không phải là học nhiều, học trong ngắn hạn, mà là học lâu dài và mỗi ngày một chút, một chút, một chút, một chút, và đi cho được 6 tháng đến 1 năm thì cái đó mới thành danh, thành tài được. Nhiều bạn cảm xúc nhiều quá, học được 1 tháng, nghỉ, lúc nào cũng đợi người truyền cảm hứng cho mình. Ủa, chẳng lẽ suốt đời mình phải đi tìm diễn giả hay sao? Để truyền cảm hứng cho mình hay sao? Suốt đời mình phải phụ thuộc một người hay sao? Không, chính các bạn thì các bạn phải tập cho mình kiên trì kỷ luật. Mà để kiên trì kỷ luật thì ví dụ như các bạn nghĩ là học một lần 5 tiếng mệt đúng không? Thì giờ đặt mục tiêu nhỏ lại, nhưng mà mình sẽ đi đều, đi dài hơn. Là mỗi ngày học 1 tiếng thôi. Học 1 tiếng được không? Được, được thì mỗi ngày học 1 tiếng vừa sức với mình đi đều, được chưa? Nhưng nếu đối với bạn 5 tiếng mỗi ngày nó là nhỏ thì cứ tiếp tục. Ok, đó, start small, bắt đầu nhỏ thôi. Một số bạn bắt đầu học thiền, thiền một lần 10 phút nó khó quá thì bạn tập thiền một lần 2 phút thôi. Tập thiền 2 phút được, mình tăng lên 3 phút được, sau một tuần mình tăng lên 4 phút được, sau một tuần mình tăng lên 5 phút, và sau 2 tháng mình tăng lên được 10 phút. Và cái 10 phút của 2 tháng đó nó lại kéo dài trong vòng 1 năm. Thì đó là một câu chuyện vĩ đại. Tại vì những thành công lớn đều đi từ những sự nỗ lực nho nhỏ mỗi ngày. Không có ai mà nỗ lực bùm cái là vượt bậc liền không? Không có, trừ chuyện cổ tích thánh giống thôi, hiểu không? Nên start small, bắt đầu nhỏ thì phải biết trân trọng chính mình, phải biết trân trọng chính mình. Tại vì như bạn thấy học tiếng Anh được có 30 phút thấy buồn quá, thì tự trách trời sao mình học ít quá, thì mình phải trân trọng chính mình, bởi vì đó cũng là một sự nỗ lực của mình. Ok, nhưng mà nếu như bạn học được 1 tiếng mà học mỗi ngày trong vòng 1 năm, nó khác cái một người mà học trong vòng 5 tiếng mà học trong vòng 3 tháng nha các bạn, khác nhiều lắm. Mà
Tại vì tiếng Anh nó cần thẩm âm, nó cần sự lâu dài, nó cần sự bền bỉ, nó không cần cảm xúc nhất thời, được chưa? Đó là cái ý đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên các bạn cần phải hình thành thói quen là như vậy, được chưa? Những kiến thức mà anh chia sẻ cho các bạn là những kiến thức về phát triển bản thân mà đến từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Anh có được từ đâu? Anh có được là bởi vì anh đọc sách tiếng Anh, anh nghiên cứu và anh tổng hợp lại anh chia sẻ. Và những người làm về phát triển bản thân, họ đều nghiên cứu như vậy, họ đều cùng có chung một mindset như vậy. Được chưa? Khi các bạn có những tiếng Anh giỏi, các bạn có thể biết được những kiến thức này rất đơn giản bằng cách đọc sách tiếng Anh. Yes. Rồi. Cái thứ hai đó là consistency. Consistency có nghĩa là phải liên tục đều đặn mỗi ngày, và nó phải phát triển theo thời gian. Lấy ví dụ như mình đặt mục tiêu là trong vòng một tuần này mình sẽ học tiếng Anh mỗi ngày 30 phút. Ok. Cứ đúng 30 phút mà học, đừng học nhiều. 30 phút, 30 phút, 30 phút, 30 phút. Sau một tuần tăng lên 5 phút, tuần thứ hai mỗi ngày 35 phút, 35 phút, 35 phút, 35 phút, 35 phút, 35 phút, 35 phút. Sau 3 tuần mỗi ngày 40 phút, 40 phút, 40 phút, 40 phút, 40 phút. Đi được 3 tuần, sau sau 1 tháng 55 phút, 55 phút, 55 phút. Sau 5 tuần, 4 tháng cộng 1 tuần, mỗi ngày 1 tiếng. Mà mình đi đều lên, mình kaizen, mình tiến bộ từng chút mỗi ngày như vậy, mình đi đều lên. Thì như vậy, bạn đi trong vòng 1 năm thì bạn sẽ rất giỏi. Anh rất sợ những bạn học bằng cảm xúc, rầm 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 rầm, học 3 tháng nghỉ bỏ luôn. Rất nguy hiểm. Đi đều nha, đi đều nha. Dục tốc bất đạt, đi đều là thứ quan trọng nhất. Ngày nào cũng học, nắng cũng học, mưa cũng học, đám cưới cũng học, sinh nhật cũng học, Tết cũng học, Valentine cũng học, 8 tháng 3 cũng học. Đó, willpower, người thành công là nhờ cái này nè, nhớ nha. Đừng có vội, dục tốc bất đạt. Khởi nghiệp cũng vậy, phải nỗ lực đi từ từ, sống là thành công và đi lên từ từ. Sau 10 năm cũng sẽ thành công, sau 20 năm cũng sẽ thành công. Được chưa? Đó, consistency. Thứ nhất là start small, honor yourself. Thứ hai là consistency, là phát triển đều đặn liên tục. Được chưa? Một đứa trẻ mà nếu nó không có sự phát triển đều đặn liên tục mà nó bùm lên một phát thì chắc chắn nó sẽ bị khủng hoảng ở một thứ gì đó trong tâm hồn của nó. Không có cái gì mà bùm một cái phát triển lên được, nhớ các bạn. Không có bất cứ thứ gì mà bùm một cái phát triển lên được, về sự nghiệp, về sức khỏe, về sự phát triển con người. Lấy ví dụ những người mà họ 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 dậy thì quá sớm thì sao, tâm sinh lý họ sẽ có vấn đề. Cho nên là phải phát triển đúng lộ trình. Một cái cây bùm một cái lớn quá sớm thì sao, cũng sẽ rất nguy hiểm, cái trái của nó chắc chắn sẽ có vấn đề. Cho nên các bạn cần phải phát triển từ 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 lên, nhưng mà một lần nữa, đi đều là cách đi bình an, hiệu quả và nhanh nhất, được chưa các bạn? Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một tiếng, commit ít nhất mỗi ngày là nửa tiếng cũng được. Bạn nào giỏi hơn commit mỗi ngày một tiếng cũng được, nhưng mà phải đi đều trong vòng 1 năm, chứ không phải một ngày 5 tiếng mà học được 1 tháng không có livestream của anh Tường không học được nữa. Ôi cái đó thất bại, anh không muốn vậy, anh không muốn các bạn phải như vậy. Anh chỉ muốn là các bạn chỉ coi livestream của anh một lần, có đúng mindset đúng. Và cho dù sau này không coi livestream của anh nữa, hoặc sau này anh không làm livestream nữa, thì các bạn vẫn có thể mở lại cái này coi và áp dụng nó được cho tất cả các lĩnh vực, như tập thể dục, như học tiếng Anh, như là thiền, như là đọc sách, như là luyện kỹ năng bán hàng, luyện kỹ năng marketing, luyện kỹ năng kế toán, luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông chẳng hạn, như vậy. Đúng một thứ thôi, được chưa? Và đừng bao giờ để những mình phải phụ thuộc vào và những cái người truyền cảm hứng quá nhiều. Bản thân mình phải biết cái bí quyết hình thành thói quen là cái gì. Thì đây là những thứ các bạn chia sẻ. Thứ hai là gì? One thing at a time, là một thứ ở một thời điểm thôi. Nhiều bạn chọn nhiều thứ quá. Anh em là em quyết tâm luôn á, bây giờ hả, em học trên trường nha, học ngày trên trường xong về em đi học võ xong tối học tiếng Anh. Trời ơi, giờ bữa anh nghỉ hết rồi, em mệt quá. Sao vậy? Ham nhiều quá, ham nhiều quá. Chuyên gia trong một lĩnh vực trước đã, thời sinh viên anh đi làm thêm, alo, anh đi học tiếng Anh, anh về đã 6 tháng anh học trên trường, 6 tháng học tiếng Anh tập học giỏi, sau đó đi làm thêm học tiếng Anh ít lại, tập trung theo từng giai đoạn. Chứ đừng vừa đi học tiếng Anh quá nhiều rồi phải đi làm thêm quá nhiều rồi phải học trên trường quá nhiều, bị stress, được chưa? Dành ra năm nhất, năm hai học tiếng Anh rất giỏi, năm hai năm ba đi làm thêm, năm ba năm tư đi làm thêm, được chưa? Ra trường có công việc, có tiếng Anh xong. Ai đang mà trễ rồi đó thì cũng phải chia. Còn nếu như bạn ôm đồm quá nhiều thứ, bạn sẽ bị stress. One thing at a time. Tại vì con người chúng ta nó như một cục pin gì đó. Nà, mỗi ngày mình chỉ xài đúng cục pin đó thôi. Mình phải sạc, mình phải có thời gian nghỉ ngơi, mình phải cân bằng. Còn nếu như mình nỗ lực, mình sử dụng nhiều quá, mình sẽ bị bể. Bùm.
được chưa? Mình không phải là thánh, cho nên mình phải sống đúng khoa học. Ok. Rồi, vui lòng share video này. Cảm ơn các bạn, share thật nhiều người biết thứ này. Tiếp tục. Thứ hai, giả sử như khi các bạn hình thành thói quen học tiếng Anh thì các bạn phải chú ý đến yếu tố đó là available or not, là có sẵn hay là không. Anh lấy ví dụ, những bạn muốn học tiếng Anh những bạn muốn giảm béo đi. Bạn muốn giảm béo mà bạn vô tủ lạnh, bạn mở ra toàn là thịt mỡ, thịt bò, thịt heo, phô mai, sô cô la. Trong tủ lạnh làm sao mà giảm béo được? Không có kìm được cảm xúc. Nhưng bạn giảm béo mà bạn mở tủ lạnh ra, luôn luôn có hoa quả, có cây xanh, có nước lọc thôi à, không có chất béo, không có sô cô la gì hết, không có sữa gì hết, thì nó không có môi trường để cho bạn phải lụy vào, được chưa? Đó là như vậy. Cho nên là học tiếng Anh thì trong laptop phải có tiếng Anh, trong smartphone phải có tiếng Anh, trên đầu giường phải có khẩu hiệu học tiếng Anh, everywhere English everywhere, được chưa? Trong bất cứ thứ gì mà bạn có thể chú được, đi đâu luôn trong cốp xe phải có cuốn sách để tạo cơ hội cho mình đọc liên tục, học liên tục, nghe tiếng Anh liên tục. Phải trang bị tiếng Anh khắp nơi để mà mở mắt ra có tiếng Anh. Muốn tập thể dục thì dưới chân giường phải có đôi giày tập thể dục. Ok. Đó. Phải như vậy. Tiếp tục. Và cuối cùng, cái yếu tố này là một trong những yếu tố rất quan trọng, chiếm 80% thành công của các bạn, đó là peer group. Peer group là một nhóm mà những người đó họ có chung một mục tiêu, họ có chung đam mê, họ có chung sở thích, và họ có chung cái cách suy nghĩ, và họ cùng nhau phấn đấu để trở thành, đạt được mục tiêu đó. Ví dụ chúng ta đây, 180-200 con người đây, chúng ta có mục tiêu chung là chúng ta muốn học giỏi tiếng Anh. Chúng ta tụ họp mỗi tuần một buổi và livestream của tường, chúng ta học tiếng Anh, đó là một peer group. Hoặc bạn phải tìm trong địa phương của mình, trong cái quận của mình, trong môi trường của mình, ở đâu có trung tâm tiếng Anh thành công, ở đâu có câu lạc bộ, mình phải search, mình phải xách xe đi vô đó. Đó, muốn tự học hiệu quả, Phùng Hằng hỏi muốn tự học hiệu quả thì phải đi tìm peer group, những người có chung tư duy để mình được ảnh hưởng tích cực bởi họ. Tại vì con người chúng ta là sống bầy đàn, bạn không có peer group thì bạn sẽ dễ bị lười biếng, được chưa? Mình phải đi tìm cho mình một môi trường, một cộng đồng để đẩy mình lên. Ví dụ như mỗi ngày anh hít đó, mà sẽ có những ngày anh lười, nhưng mà giả sử anh thấy cái bạn bên cạnh bạn hít đó được 20 cái, tự nhiên mình có máu mình hít à, hiểu không? Bạn vô một trung tâm tiếng Anh, tại lý do trung tâm tiếng Anh mở ra á, là để cho có môi trường á, đa số người ta đi học người ta cần môi trường. Các bạn Simple English là một trong những môi trường rất là tích cực, các bạn có thể đến tìm hiểu học thử nha. Đó, và anh rất là welcome, cho dù bạn không có tiền thì bạn cũng nên đến một buổi gặp anh, thì bạn sẽ có rất là nhiều kiến thức về tiếng Anh, đảm bảo với các bạn luôn. Đó là như vậy. Đó, tuần sau sẽ bắt đầu khai giảng rất là nhiều lớp. Rồi, quay trở lại đó, peer group should be. Anh chưa từng thấy ai thành công mà không có peer group của mình hết. Doanh nhân cũng có peer group của doanh nhân là BNI ha. Học tiếng Anh giỏi phải có peer group, học yoga phải có peer group. Ở nhà mình đôi khi lười, 95% con người chúng ta là follower, thì chúng ta phải đi tìm peer group. Chỉ có 5% là những người không phải họ làm một mình mà họ đi tạo ra peer group, được chưa các bạn? Trung bình 100 người sẽ có 5 người đi tạo ra peer group về những chủ đề nào đó, thì bạn phải đi tìm peer group của mình, nơi mà mình thuộc về, những con người đồng ý chí, đồng suy nghĩ, cùng mục tiêu, thuộc về nó. Và nếu như bạn tách khỏi peer group, bạn sẽ mất cái năng lượng. Như bạn muốn học tiếng Anh mà bạn không đến lớp thường xuyên, bạn sẽ mất năng lượng học tiếng Anh, thì ở nhà bạn sẽ lười, đúng không? Cho nên những bạn nào mà đăng ký tiếng Anh rồi thì làm ơn phải đến trung tâm thường xuyên để mình có năng lượng mình học tiếng Anh, và tìm một chỗ có thể inspire được mình, cho mình những input mới, cho mình tập phát âm đúng, cho mình học liên tục. Mà phải chơi những người siêng học thì các bạn sẽ có một peer group rất là tốt. Simple English là một trong những nơi như vậy. Welcome to you. Tiếp tục. Và cuối cùng, một yếu tố cuối cùng đó là peak time. Peak time là để hình thành ý chí á. Để hình thành ý chí á, thì mình cần phải học tiếng Anh vào cái giờ mà mình có peak time, nghĩa là mình có ý chí cao. Đó là mỗi buổi sáng, được chưa? Đó là như vậy. Mỗi buổi sáng là ý chí của mình rất là cao, thì mình nên học tiếng Anh là mỗi buổi sáng. Bạn muốn hình thành thói quen tập thể dục thì bạn phải tập thể dục một buổi sáng. Bạn muốn hình thành thói quen học tiếng Anh thì bạn phải học nghe tiếng Anh một buổi sáng. Bạn muốn hình thành thói quen gì, bạn phải nghe tiếng Anh một buổi sáng. Ngủ sáng, đối với những người ngủ sớm dậy sớm ha, những cái giờ mà mình cảm thấy rất là mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực, được chưa? Thế là như vậy. Thì tổng hợp lại, anh nốt lại và anh sẽ gửi lại cho các bạn coi, đây là những cái yếu tố hình thành một thói quen của con người. Nhất,
Start small and honor yourself. Thứ hai, consistently, bắt đầu nhỏ và phải trân trọng chính mình. Thứ hai là consistently, phải đi đều. Thứ ba là available or not, phải bao quanh cuộc đời mình bằng tiếng Anh. Thứ tư là peer group, phải có một cộng đồng, một nhóm như vậy. Ở một mình rất là lười, được chưa? Phải đến simple English, phải đến những câu lạc bộ chất lượng gần nhà các bạn, chẳng hạn như vậy. Bạn đang ở xa thì nỗ lực là hả, dùng cái Facebook của mình like và see first những người chuyên chỉ các bạn tiếng Anh gì đó. Và phải tìm những người gần nhà mình, những người trên Facebook, những nơi mà cho mình năng lượng học tiếng Anh liên tục thì mình tập trung vô, mình sẽ được truyền năng lượng để mình học. Phải peak time học tiếng Anh vào mỗi buổi sáng cho mình có năng lượng cao, chẳng hạn như vậy. Bạn nào mà thấy mình khỏe vào buổi tối thì phải học tiếng Anh vào mỗi buổi tối đó. Hôm nay chia sẻ rất là nhiều, thì các bạn một lần nữa share video này ra, ok? Thì đó là tổng quan những thứ cần để hình thành thói quen. Mà giờ này bạn đang có thói quen xấu, như chơi điện tử, lướt Facebook quá nhiều, uống rượu quá nhiều, uống bia quá nhiều, nhậu nhẹt, đi chơi gái, bỏ dùm, nếu không cuộc đời của các bạn sẽ đi xuống. Sống ở đời nó có nhân quả nha, phải biết lựa chọn cái gì đúng mà làm, ok? Là như vậy. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đến phần hỏi đáp. Trước khi phần hỏi đáp, một lần nữa, những bạn nào mới vô chưa share livestream này, gần 200 con người, các bạn vui lòng share giùm anh, share cho những người mà họ đang mắc kẹt trong cuộc sống, họ cần một động lực, họ cần một sự hướng dẫn đúng, họ cần một sự vươn lên, họ cần một cái gì đó phát triển trong cuộc đời của họ. Thì để việc bạn share, bạn tag họ vô đây là bạn đang giúp họ rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ bắt đầu phần hỏi đáp. Ai hỏi gì hỏi đi, anh sẽ trả lời khoảng 10 phút. Ok, thank you. Ây da, hôm nay nói nhiều quá. Trước khi mà anh làm livestream là anh phải học rất là nhiều thứ. Anh phải tập thể dục rất là nhiều để có khí lực mà nói chuyện với các bạn. Tại vì nãy giờ nói nó tốn năng lượng nhiều lắm đó nha. Đó. Ok, rồi. Các bạn có hỏi gì thì bạn comment xuống, tôi sẽ trả lời, comment xuống và trả lời. Anh ơi, làm sao để phát âm chuẩn? Em thân mến, để phát âm chuẩn, thứ nhất em cần học bản IPA, được chưa? Lên Google search bản này, lên YouTube coi cái này và nghe tiếng Anh thật nhiều. Nghe tiếng Anh xong, em cần phải tập nhái theo. Và khi em nhái, phải có một cái điện thoại, một cái gương để soi khẩu hình miệng, cái điện thoại để thu âm, để soi lại với giọng gốc, sai, sửa, nhái lại. Và phải học cho kỹ bộ cái bản IPA, được chưa? Rất là nhiều thứ. Anh ơi, hình như share 4 lần. Em ơi, em share 1 lần là được rồi. Share 1 lần chế độ public để là học tiếng Anh và phát triển bản thân, rất hay, xin mời vào là đủ rồi, cảm ơn em. Bạn Anh Thịnh hỏi, em muốn hỏi anh quản lý thời gian như thế nào cho tốt. Thịnh ơi, thời gian không thể quản lý được. Muốn quản lý thời gian thì đầu tiên em phải xác định được em muốn thứ gì trong cuộc đời này. Nếu như em không biết em muốn gì thì cho dù em quản lý thời gian hoài quản lý cũng được. Phải biết mình muốn cái gì trong cuộc đời này và mình tập trung vô nó. Được chưa? Những người thành công, những người biết rõ mình muốn cái gì trong cuộc đời này, họ biết ưu tiên cái gì nhất. Ví dụ như gia đình là số 1, sự nghiệp số 2. Rồi trong sự nghiệp làm cái gì là số nhất, phải biết ưu tiên. Mỗi ngày phải có một cái list, to do list viết ra, được chưa? Mà viết theo dạng outcome là viết kết quả bạn đạt được, chứ đừng có viết theo những cái job mà mình muốn làm, nó sẽ rất là bị stress. Em nên nghiên cứu nghiên cứu thời gian của hai diễn giả Brian Tracy and Anthony Robbins ha. À không, có đủ thời gian đã nói, bữa nào sẽ nói kỹ hơn. Phạm Ngọc Thạch, tuyển chọn top sách phát triển bản thân đi anh. Bạn Thạch thân mến, bạn nếu mà nói về chuyên gia phát triển bản thân á thì bạn phải đọc của Jim Rohn, đọc của Anthony Robbins, được chưa? Đó là những diễn giả hàng đầu ở phương Tây. Và phát triển bản thân cần phải kết hợp hai cái, phương Tây và phương Đông hòa quyện lẫn nhau. Ở phương Đông học đều là đạo Phật là the best, được chưa? Còn nếu mình học phương Tây không thì mình chỉ có rầm rầm mà mình thiếu sự bình an. Mình phải có tool để mình xài, mà mình phải có nội lực. Nội lực là phía Đông, là triết lý, là yêu thương, là biết ơn, là chân thành. Và những cái tool về phát triển bản thân, tập thể dục, motivation, hai cái kết hợp lại là the best. Sách, nhiều như đọc sách của Adam Khu, đọc sách của Anthony Robbins, đọc sách của thầy Minh Niệm, Hiểu về trái tim, Làm như chơi. Mình phải tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ của những chuyên gia khác nhau. Và bản thân mình đọc xong mình phải tự đúc kết được và mình phải tự áp dụng được cho mình. Tại vì không phải sách nào cũng phù hợp với mình, không phải ông chuyên gia nào cũng hợp với mình. Bởi vì chính bạn sẽ là người đúc kết được cái lối sống và cái triết lý sống cho cuộc đời mình, được chưa? Theo anh là sinh viên có cần đi làm thêm không ạ? Trời ơi, chắc chắn là cần. Thời sinh viên anh đi làm 4 công ty, ra trường mới có lương cao, mới thông minh. Và khi đi làm thêm, bạn phải xác định được là bạn muốn cái gì, chứ không phải là cái gì cũng làm.
không phải là đi làm thêm là đi làm bồi bàn, đi làm này làm kia làm la, phải có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn cái gì thì mới đi làm, hiểu không? Còn nếu mà đi làm bừa làm bại thì chỉ có mệt mỏi và đau khổ. Anh ơi, khi mình nghe mini story có nhìn test không anh? Lộc thân mến, coi lại livestream thứ nhất, những ngày đầu tiên cần nhìn, tại vì nó khó. Nhìn rồi up xuống, nghe nghe không hiểu bật lên, nghe đi không hiểu bật lên, cho đến khi nào nghe được thì tập trả lời ra, tập trả lời từ chậm đến nhanh. Thùy, kỹ năng speaking là học bộ Effortless English, nghe thật nhiều và tập nói ra thật nhiều, đó là luyện speaking. Giang Aki, anh ơi có nhất thiết phải đi học tiếng Anh tung không ạ? Giang thân mến, hồi xưa anh tự học 100%, anh không tốn tiền. Nhưng tùy người, không phải ai cũng có thể tự học được. Nếu như em là người kỷ luật bản thân, phát triển bản thân tốt thì em có thể tự học được, em khả năng research tốt. Nhưng nếu như em có tiền và em có tài chính tốt, em muốn đi nhanh, hiệu quả, cần người giúp, có môi trường thì em đi trung tâm tiếng Anh. Chưa? Mà nếu như không có tiền thì đi câu lạc bộ, coi livestream của anh kỹ vào, tự học. Thì tùy mình là ai, mình có điều kiện như thế nào thì mình phải áp dụng. Tại vì hồi xưa anh nghèo, anh không có tiền học trung tâm thì anh tự học. Nếu anh và anh may mắn anh có research tốt, mà nếu như anh có tiền anh cũng đi học rồi cho nó lẹ, hiểu không? Đôi khi tự research cũng lâu. Luân Luân Phạm Vũ, IPA là gì? Anh comment xuống nha, là chữ Y nè, chữ B nè, chữ A nè, bảng IPA, International Pronunciation Alphabet, được chưa? Là bảng phiên âm quốc tế, bảng ký tự phiên âm quốc tế IPA, ok. Anh ơi điện thoại không thu âm được đuôi, không hiểu. Tự học tiếng Anh như thế nào là tốt, bạn nào muốn hiểu tự học thế nào là tốt, làm ơn lục lại tất cả các livestream và các note coi lại giùm anh, hoặc là đến dự cái buổi anh chia sẻ ở tại trung tâm của anh để hiểu được nhiều hơn. Anh ơi, phải làm gì đầu tiên khi mất gốc tiếng Anh? Mất gốc thì đi học chứ làm gì trời, phải nghe bộ Effortless English, hoặc là học bảng chữ cái, học số đếm, học lên lên lên, hoặc là học bộ Pimlers. Còn nếu mất gốc tự học không được, lười research thì phải đi đến trung tâm học, that's it. Đó là hai lựa chọn. Phương pháp học thi đại học môn tiếng Anh thì sao ạ? Mô Phật, môn tiếng Anh ở đại học là học theo kiểu ngữ pháp, học theo kiểu truyền thống, là chỉ có cày và cày thôi em, làm bài tập thật nhiều, giải ngữ pháp thật nhiều rồi xong. Đại học nó vậy đó, nhưng mà học đại học học bằng mắt, không học bằng tai, không giúp cho các bạn giao tiếp được. Cho nên là bạn phải nhớ, thời đại học mình phải trang bị, mình phải tập giao tiếp rất nhiều, phải nghe và nói liên tục. Nếu không, ra trường, cầm cái bằng đại học, không có kiếm được việc, nhớ nha. Ý Linh, khi mình học bộ Effortless English có cần nhớ nguyên văn rồi chép lại không anh? Nếu như em nghe và em chép lại rất là tốt, nếu em học rất là sâu, cả viết và nghe, nên. Những gì anh nói em đều biết ạ, hay nhìn như cứ động lực. Ok, Jim Rohn, thank you. Anh ơi, em học từ vựng nhưng rất nhanh quên, có biết cái nào để tăng từ vựng và nhớ lâu không? Bí quyết tăng từ vựng nhớ lâu đó là repetition. Repetition, dùng từ vựng đó, nói to ra, đặt nhiều câu với nó, ok, that's it. Và học một từ đó phải xuất hiện ít nhất trong 50 lần, mỗi lần mình học. Trong vòng 7 ngày, 50 lần trong vòng 7 ngày sẽ nhớ rất lâu. Repetition là đời kia và khó có cảm xúc nữa. Học giao tiếp thế nào tốt mà. Ồ, câu hỏi này quá lớn, coi lại livestream thứ nhất nha Hân ơi, hoặc là đến trung tâm học. Anh ơi, chỉ cách nói một chủ đề tiếng Anh như thế nào? Em sắp thi hùng biện tiếng Anh mà không biết nói như thế nào. Để mà mình thuyết trình hiệu quả, Châu phải chọn những chủ đề mà em đã làm, những trải nghiệm thực tế của em, những thứ cho em cảm xúc cao, những thứ cho em những thứ mà em đã nghiên cứu sâu nè, có trải nghiệm, đam mê, chỉ share những thứ đó thì em mới nói nó như gió nha. Đừng share những thứ mà mình nghiên cứu nông cạn hoặc mình không biết, nó sẽ rất là bình thường. Bản thân anh chia sẻ với các bạn là anh đều chia sẻ những thứ anh đã làm được, cho nên anh nói nó mới có khí, nó mới có hồn trong đó. Thì Châu cũng phải chia sẻ, present một chủ đề nào đó mà Châu đã từng làm, đã từng trải nghiệm, như là một chuyến đi du lịch, kỷ niệm với ba mẹ, hoặc là con chó nhà mình, hoặc là phương pháp gì đó mà em đã thực hiện được rồi, hoặc là bí quyết gì đó mà em đã từng làm được rồi. Anh ơi, làm sao học vocabulary hiệu quả? Câu trả lời là học Effortless English, đọc sách, nghe chuyện. Thì những cái câu hỏi về tiếng Anh thì các bạn cần phải lục lại những livestream đầu tiên coi, bởi vì anh làm hết rồi. Bạn Vân Anh, em học lớp giao tiếp lâu rồi mà vẫn không nói chuyện được. Thứ nhất, học lâu rồi là học bao nhiêu lâu và học với phương pháp gì? Tại vì nếu học sai phương pháp nói không được thì tất nhiên rồi. Em muốn biết phương pháp đúng, em có thể em đến gặp anh trực tiếp, anh sẽ hướng dẫn, hoặc là coi lại những livestream từ số 1 đến số 10 sẽ hiểu rất sâu. Tại vì những kiến thức mà anh đi dạy anh đều chia sẻ hết lên trên livestream rồi. Okay. Rất là nhiều câu. Wow. Quản lý cảm xúc IPA mini story hay các bạn ôm nhiều thứ học quá và làm stress để giỏi được anh thì phải buông bớt em, phải biết buông xả em. Nhiều quá. Ok các bạn. Ok. Thank you very much. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhiều câu hỏi và anh trả lời không hết.
thì anh chỉ có 10 phút để trả lời câu hỏi thôi, thì anh phải dành thời gian để làm những chuyện khác. Sắp tới anh sẽ cố gắng livestream nhiều hơn để chia sẻ với các bạn, có thể là một tuần một buổi. Và anh rất là biết ơn hơn 200 bạn ở đây, các bạn đã theo dõi Facebook của anh, và anh hy vọng những kiến thức của anh chia sẻ với các bạn có thể giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Và nhớ là phải đem những kiến thức này áp dụng trong cuộc sống, được chưa? Và phải chia sẻ với thật nhiều nhiều người bạn cùng lứa với mình, và chỉ có như vậy thì phải tìm những người muốn phát triển giống như mình, cùng nghe những kiến thức này, cùng thực hiện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Ok, anh hy vọng trên một Facebook cộng đồng này anh sẽ tạo ra một cái thứ gì đó tích cực cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. I love you. Bye bye.